Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là chuyên mục Tin 24 giờ trong ngày. Vợ của đại gia Minh Nhựa là ai? Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là đại gia nổi tiếng giàu có và chịu chơi. Anh là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành, cũng là người sẽ kế thừa của công ty này. Bên cạnh gia thế khủng, Minh Nhựa còn khá nổi tiếng trong giới chơi siêu xe. Vị đại gia trẻ sở hữu hàng loạt siêu xe đình đám như Ferrari 485 Italia. Gần đây, vợ hai của Minh Nhựa là Milan Phạm nhận được rất nhiều sự chú ý vì nhan sắc hắc tuổi, và dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nóng bỏng như gái đôi mươi. Nhiều người cho rằng sở dĩ Milan Phạm luôn trẻ trung xinh đẹp là vì cô có số hưởng, luôn được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Cách đây 3 năm, Minh Nhựa còn từng tự tử bất thành khi vợ bỏ đi, khiến dân tình xôn xao, bàn tán suốt thời gian dài. Sau biến cố này, vợ chồng Minh Nhựa Milan Phạm ngày càng yêu thương thắm thiết. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục đăng tải những hình ảnh đang hẹn hò đi du lịch, mua sắm, cứ như một đôi vợ chồng son. Trong những dịp lễ kỷ niệm, Minh Nhựa không ngại bày tỏ rất nhiều những bất ngờ, lãng mạn để vợ được vui lòng. Vừa rồi, đại gia Sài Thành đã khoe loạt ảnh kỷ niệm ngày anh cầu hôn vợ vô cùng tình tứ, khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Có với nhau hai mặt con rồi mà vẫn nắm tay, hôn môi hay ngọt ngào gọi nhau là vợ yêu thì chắc chắn hiếm ai được như Minh Nhựa và Milan Phạm. Có lẽ Minh Nhựa là vì đại gia hiếm hoi công khai tình cảm nhiệt thành dành cho vợ đến vậy. Ai bảo những tổng tài sủng ái vợ như bà Hoan chỉ có trên phim chứ, vì có một đại gia Minh Nhựa ngoài đời rồi đây này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.